Hello, chào mừng cả nhà trở lại với video tiếp theo của kênh Trải Nghiệm Đó Đây TV. Sáng nay anh em mình có mặt tại nông trại dê để mình đi test cái gừng tỏi ngâm mật ong bữa nè mấy bạn. Thì cái này chút mình để mình chọn mồi câu thôi, nó đặc hơn là cái tinh men tỏi của mình ha. Còn giờ là mình chọn mồi xả đó. Thì ba lạng cám anh em cho nó khoảng cỡ 20 gram ớt ha, 30 gram tỏi, xay nhuyễn ra rồi trộn xả thôi. Còn mồi câu á thì là ba lạng cám anh em cho nó khoảng cỡ 3 nắp chai nước suối là được. 30 gram tỏi, tỏi ớt mới xay. Cái tỏi ớt là mình xay tươi chứ không có ủ nha các bạn. Mình trộn rồi xả trước đây đó. Thì cũng vẫn như thường lại là mình cũng cứ xả nó khô khô chứ mình không có trộn dẻo rồi dắt nó lại thành cục thì xuống dưới nó đóng cục rồi cá nó ăn mồi mồi xả nó không ăn mồi câu. Thì mình bây giờ mình xả. Coi cái tầm đánh ở đâu mình bắt đầu mình mới xả. Mình cũng vẫn câu cái bầy cám 5 loại nha các bạn. Bữa sai chỗ không câu 5 kg, nay câu chắc còn 2,5 kg. Đó thì sáng nay mình chọn ít trước coi nó như thế nào. Anh em không quen thì dùng cái nắp chai nước suối mà đông đó. Còn mình thì quen rồi mình cứ nhắm mình câu thôi. Thật sự thì nó cũng không cần chính xác 100% đâu các bạn. Nhắm mình thấy mùi mà nó chưa đạt thì mình cho thêm, còn mình thấy mùi mà nó nhẹ quá mình cho thêm, còn thấy vụ mùi nó nặng quá thì mình thêm cám. Nó mình thì hay cứ cho vô trước mình trộn với cái cám khô này thì nó cũng vẫn đều. Ví dụ như cái nào nó ướt nó đóng cục nè, mấy bạn trộn nó rã ra với cái cám khô của mình thì nó cũng cho nước vô nó cũng hút đều à. Tại vì mình đánh tơi cho nên nếu mình cho nước vô trước thì cho cám vô nó sợ nó canh cái liều lượng được nó bị nhão. Mình thì cứ đánh tơi tơi về. Cám mình đánh lúc nào nó cũng khô vậy các bạn. Rồi khi anh em mà nhồi, anh em sợ là đánh nó rã thì anh em nhồi hôm đây trước nè. Đó, nhồi nè. Đó. Thì nó trở thành cái cục mồi dẻo cho mình nè. Đó. Rồi xong anh em để cái lưỡi câu vô, cái bóp vô vậy nữa là nó dính cái nhắt. Tao quýnh mày nè. Nó vậy nó phành phèo phèo. Nó không quýnh tơi cái cục mồi vẫn dẻo nữa. Phi nó phá cho nó phá hội mái. Ai cũng nói quýnh tơi xuống nó rỉa mấy cái rồi hết làm gì hết được. Quýnh vậy nè cục lên. Bị cá cha nó bứt thẻo riết. Diêu hồng. Mẹ. Thôi khỏi. Sạch lên luôn rồi. Cá lạ. Cho thêm mật ong được. Gần thì khỏi. À, thêm mật ong vẫn được, quýnh với siro cũng được. Đúng rồi, cái mùi gần nó vẫn còn gắt, mình ngâm thì nó ra cái mùi nó khác đi. À, giống như cái mùi mày ngửi cái thấy cái mùi nó khác này. Nó bữa là cái video tôi làm nửa lít nó y chang luôn, nó đặc nhưng mà mình trộn cả nước lẫn cải mình chơi phải ăn cái kiểu giống phi chứ.
cứ từ từ lên. Chép nhỏ à. Chép cũng kèm. Này nó dướng vậy đó. Chém củ chèm nó ăn tỏi, nó ăn gừng tỏi đó thấy không? Ừ. Nhưng mà khi cái nhịp nó đều thì mới đúng nó. Còn nhịp không đều thì sợ nó sợ cà phê. Mình để xác định đúng nó, mình không quýnh, cứ từ từ quýnh. Con gì chắc máng, con gì mới chạy chắc cá chim quá. Không biết con gì nữa. Chim chim chim. Cha máng. Nó máng. Quay đi anh. Cá lôi là bầm. Nó máng. Cá qua thôi. Chưa, nó chưa lên được thì làm sao mà dựng được cái cần gồng đó. Khổ lắm. Chết dở rồi chứ. Dựng được thì mới bo được chứ cần vậy nó bo nó gãy cái nổ thì cần. Đúng rồi. Gồng không được. Gồng nó nổ cái cần. Quên lửa không ngạnh chừng chút nó sốc nhờ mà. Con từ nãy giờ đi lửng nó bè ống rồi chắc nó mới lộn cái khổ thật. Trời ơi nó dính cái đít. Báo cáo với anh em là hôm nay có clip cho anh em coi nè. Có giật được không đó? Vô trong nè. À, chạy không lái nổi nó luôn đó chứ. Nặng lắm. Khổ như cái rổ. Nó dướng cái mái nhà nữa nè. Nó cứ đổ bờ. Chờ nó mệt thì mới dở lên được. Thằng máy thì nói làm gì. Kéo đuối luôn chứ không phải.
nhầm cho ông tục riêng. Chị biết thuốc canxi luôn ấy bà. Bo bằng chết. Đó 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 đó, canh 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 canh, xúc 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 xúc. Hai. Mệt đuối. Mà sao ông mệt chứ kéo luôn nó chạy. Rung đuôi, rung đuôi. Con này yếu quá chắc đem lên con quẹo. Đâu để con lên cân thử, nếu mà được 5 kg trở xuống thì đưa ông, còn 5 kg lên thì con đã vui vậy. Ừ, thì đó, tại mày nó sạch đi. Nhưng mà tao nghĩ con này chắc chết. Con này yếu quá, này gọng là dèo đi chứ thả cũng chết. Mày thả nó cũng chết à. Mấy đứa đó làm sao nó thoát được. Ê, ê, ê. Từ 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 từ. Rồi. Nó đổ ra chứ còn nó lên mà được, mình dựng được cái cần thì bo cho bằng chết. Đúng rồi. Ngoéo luôn. Xém gớt cần xuống 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 nước luôn chứ. À. Rồi rồi nó bóp mồi ngó qua thấy nó lôi cái cần chụp lại kịp không, gớt xuống nước luôn rồi. Chép. Cái cần có đệ tử tử nó cho nè, đó. Đệ tử tính nó cho nè. Cá lăn, cá chơi. Cá chơi, cá chơi. Ai biết con này không tới đâu, 2-3 lưỡi cũng không, tôi quýnh chùm nhau. Tôi quay cái miệng đó kìa, cái cá này làm gì được 7 kg, 2-3 cái lưỡi trong họng hả, nó lôi cái cần chụp lại xém không kịp luôn trời, 2-3 cái lưỡi trong họng quýnh chùm nhau. Để xuống đá cây gỡ. Lấy cái kìm gỡ nè. Nè. Đó. Ừ, con đó chắc cỡ 5 kg ha. Trời, 2-3 lưỡi trong họng kìa. Bẻ cái kia ra. Con này 5 kg á. 4 kg. Nè. Nắm giật mạnh lên đúng rồi. Đó, trong mồm 2-3 lưỡi luôn. Rồi. Từ từ từ, lấy cái khăn á. Rồi 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 rồi. Cái giật này mà giật. Giật. Chúng cái đống này chết dở luôn. Chết luôn. Chắc. Cho con cá vô con kia trước đi. Cái khăn đâu rồi? Cái khăn đâu rồi? Chết mẹ rồi, cái khăn rớt đâu rồi? Cái này cái khăn xanh xanh này chắc rớt rồi, nãy nó kéo. Rớt nước rồi. Lấy cái khăn. Còn trong xô lấy cái vỏ. Ra chưa? Đây, đây đây tao gửi cho. Mày còn cái lưỡi đó. Mày móc cái họng con cá mày dục vô trong cái rộng.
con nói giờ cái nước lấy dây cột nữa ta. Con chết rồi trời ơi. Ừ, rộng. Con này sống dài. Sợ nó dướng ngạnh là nó chết. Giọng mình bỏ dài cho. Khoan khoan, để tháo cái dây này. Thú quýnh. Nó dài quá. Thì cứ cho đầu nó vô trước đi. Ê, ê, ê. Đó, nó dài. Bỏ cái đuôi nó xuống. Rồi rồi, cứ chút xuống đi. Rồi tránh ra coi. Ben cần của cao. Đang ngồi giấc mỏi Ben. Gánh chim. Dạ nghe chân mày kè, cần máy mà làm cái gì ghê vậy? Cứ từ từ. Từ từ thôi. Súng vô đây rồi làm gì vậy? Nó dài kia, cái mặt giờ cũng nhỏ. Súng cho nó cái sần. Cái gì vậy? Mặt giờ cũng nhỏ, để giống nhỏ. Thả đi. Rồi, 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 dính một đôi vô cái sần thôi. Vậy là nãy nó đi, nó máng gần tao á. Hấp dẫn con chim luôn. Chim. Lớn vậy con 2 kg mấy. Làm gì hơn. Chim mười mấy ký mà giật nó đóng cần cá cha mà đóng lên cái chạy nè. Nó chạy gầy ghê lắm ở đó.